Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về công dụng của dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Yến Hàn Quốc đối với hệ thần kinh của người dùng. À, thưa bạn dòng sản phẩm an cung ngưu hoàng hoàn tổ yến hàn quốc thì vốn đã được biết đến là một trong những dòng sản phẩm giúp hỗ trợ phòng ngừa căn bệnh đột quỵ vô cùng hiệu quả tuy nhiên trên thực tế thì dòng sản phẩm này còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời khác mà không phải ai cũng biết đến chẳng hạn như là việc giúp hỗ trợ giải tỏa stress cho hệ thần kinh của chúng ta nhất là đối với những người mà thường xuyên lao động trí óc mệt mỏi áp lực căng thẳng thì khi sử dụng dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Yến Hàn Quốc này, nó không chỉ là giúp cho hệ thần kinh của chúng ta được thư giãn hơn, đồng thời là giải tỏa căng thẳng áp lực, mà dòng sản phẩm này còn ngăn ngừa được nhiều căn bệnh liên quan đến não cho chúng ta. Và đối với những người mà sử dụng để giúp giải tỏa căng thẳng áp lực với hệ thần kinh cũng như là bồi bổ các dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh thì với dòng sản phẩm này mỗi tháng chúng ta chỉ nên sử dụng từ 1 cho đến là một nửa viên như trên tay Kiều Anh đấy ạ. Và với mỗi lần dùng thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh rằng là chúng ta mài ra và uống với nước ấm hoặc chúng ta nhai từ từ trong miệng rồi uống với nước ấm. Và với những cách sử dụng như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta áp dụng được hết cũng như là tận dụng được hết những công dụng mà dòng sản phẩm này mang lại. Và dòng sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn tổ yến Hàn Quốc thì cũng có công dụng là giúp hồi phục hệ thần kinh chức năng cho những bệnh nhân mới bị đột quỵ nhẹ hay là sau khi đột quỵ và giúp các bệnh nhân mắc phải các di chứng sau đột quỵ như là nói ngọng hay tê liệt chân tay, khó di chuyển thì với dòng sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Tổ Kén Hàn Quốc này nó sẽ giúp là tác động lên hệ thần kinh chức năng của chúng ta đồng thời là giúp hỗ trợ điều trị các di chứng sau tai biến với các loại dược liệu được nghiên cứu kỹ và cho ra đời dòng sản phẩm an cung như hoàng hoàn tổ yến đến từ hàn quốc này thì đây là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho những người muốn phòng chống căn bệnh đột quỵ muốn hỗ trợ điều trị các di chứng sau đột quỵ hay là tốt với những người có hệ thần kinh thường xuyên mệt mỏi áp lực căng thẳng và đây chính là một trong những dòng sản phẩm các bạn nên lựa chọn để giúp cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn. Và để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 886 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm ăn Cung Nghiêu Hoàng Hoàng Tổ Yến đến từ Hàn Quốc này. Hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm An Cung Nghiêu Hoàng Hoàn Tổ Yến đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Tổ Kén đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.